chữa bệnh yếu sinh lý bằng rau ngót hiệu quả. Khi nhắc tới rau ngót, hầu hết mọi người đều không còn thấy xa lạ gì, bởi đây là một loại rau ăn hàng ngày dùng để nấu canh. Trong dân gian còn dùng rau ngót để chữa một số chứng bệnh và hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả. Tuy nhiên, khi nói tới rau ngót có tác dụng chữa bệnh yếu sinh lý, thì không khỏi có nhiều người ngạc nhiên. Vậy thực chất của thông tin này là gì? Các bạn có thể tham khảo ngay dưới đây để biết rõ nhé. Khoa học chứng minh rau ngót có tác dụng chữa bệnh yếu sinh lý. Rau ngót là một loại thực phẩm quen thuộc dùng trong chế biến món ăn hàng ngày. Với các món canh ăn rất mát, có tác dụng thanh nhiệt giải độc mà ai cũng biết. Trong thành phần của rau ngót có chứa rất nhiều dinh dưỡng như chất đạm, tinh bột, tro, chất xơ, các loại vitamin như vitamin C, vitamin PP, vitamin B1, vitamin B2 và nước. Các thành phần này không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn có tác dụng chữa bệnh. Trong dân gian thường sử dụng rau ngót để chữa từ lưỡi cho trẻ, trị táo bón, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, ngoài các tác dụng trên được khẳng định, rau ngót còn có tác dụng chữa bệnh yếu sinh lý ở nam giới. Công dụng này được thể hiện qua thành phần hàm lượng vitamin C dồi dào có trong rau ngót được xác định có tác dụng tăng cường chức năng của các cơ quan sinh sản. Vitamin C có tác dụng tăng cường sự lưu thông máu đến cơ quan sinh dục, kích thích ham muốn. Nhờ đó, việc bổ sung hàm lượng vitamin C có trong rau ngót hàng ngày sẽ giúp nam giới tăng cường khả năng tình dục của mình. Rau ngót vì thế cũng được coi là một loại thuốc chữa bệnh yếu sinh lý ở nam giới bằng tự nhiên hiệu quả. Tới đây, một thắc mắc đặt ra là có rất nhiều loại thực phẩm có chứa nhiều vitamin C, sao lại không có tác dụng chữa bệnh yếu sinh lý? Lý giải là do trong rau ngót có chứa rất nhiều hàm lượng vitamin C, thậm chí còn cao hơn rất nhiều so với cam hoặc ổi. Hai loại quả vốn được xem là chứa nhiều vitamin C nhất trong các loại rau quả. Hơn nữa, thành phần vitamin C có trong rau ngót cũng tốt hơn các loại khác vì nó kích thích quá trình lưu thông máu trong cơ thể, duy trì sức khỏe hệ tim mạch và do đó giúp nam giới nâng cao được bản lĩnh chống phòng the của mình. Bên cạnh đó, trong loại rau này cũng chứa các hợp chất có thể kích thích sự tổng hợp của các hormone, làm tăng chất lượng và số lượng tinh trùng, bao gồm cả khơi dậy tiềm năng và khả năng tình dục. Ăn rau ngót chữa bệnh yếu sinh lý. Nam giới gặp phải chứng yếu sinh lý có thể dùng rau ngót nhờ một giải pháp tự nhiên rất hiệu quả. Đơn giản là các bạn chỉ cần dùng rau ngót để chế biến thành các món ăn hàng ngày như rau ngót xào, rau ngót nấu tôm, hoặc canh rau ngót với thịt xay, hạt xương đều rất tốt. Cách này sẽ giúp cung cấp lượng chất dinh dưỡng dồi dào cho sức khỏe và tăng cường khả năng tình dục cho nam giới. Theo đó, bạn có thể thường xuyên ăn các món ăn từ rau ngót ít nhất 2 đến 3 bữa mỗi tuần là tốt nhất. Ngoài ra, thường xuyên bổ sung rau ngót còn giúp cơ thể sản xuất một lượng lớn collagen làm da trẻ căng mịn, hồng hào. Kể cả đối với phụ nữ thường xuyên uống nước rau ngót cũng giúp làm đẹp da. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bí quyết đưa nàng lên đỉnh nhanh nhất với màn dạo đầu bằng tay. Trong mỗi cuộc yêu, màn dạo đầu là công đoạn không thể thiếu, bởi nó không chỉ giúp cuộc yêu thêm hoàn hảo mà còn giúp cả hai, nhất là đối tác của bạn, có thời gian chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho chuyện ấy. Những bí quyết đưa nàng lên đỉnh nhanh nhất với màn dạo đầu bằng tay sau đây sẽ giúp các bạn có một khoảng thời gian tuyệt vời. Bí quyết đưa nàng lên đỉnh bằng tay. Trước khi thực hiện bí quyết đưa nàng lên đỉnh nhanh nhất với màn dạo đầu bằng tay này, bạn cắt móng tay và vệ sinh tay thật kỹ với xà bông. Việc làm này không chỉ giúp đối tác của bạn mà còn giúp bạn tránh được những căn bệnh viêm nhiễm lây qua đường tình dục, đặc biệt là tránh những tổn thương vùng kín không đáng có cho bạn tình của bạn. Sau khi đảm bảo rằng tay bạn đã sạch sẽ và ngón tay đã được cắt gọn, hãy bắt đầu kích thích nàng bằng tay với những bí quyết sau đây. Đưa nàng lên đỉnh bằng cách vờn cô bé. Đừng bất ngờ dùng ngón tay của bạn đọt ngọt tấn công vùng kín của nàng, bởi việc đốt cháy giai đoạn này chỉ khiến nàng bất ngờ, đau đớn và khó chịu hơn mà thôi.
Hãy thực hiện bí quyết đưa nàng lên đỉnh nhanh chóng, hiệu quả, dễ dàng với màn dạo đầu bằng tay này thật nhẹ nhàng và chậm rãi. Dùng tay của bạn để mơn trớn, vuốt về khu vực quanh cô bé của nàng, sau đó dần dần đi vào bên trong. Khi cảm thấy nàng đã bắt đầu đê mê, vùng kín tiết ra nhiều dịch bôi trơn, thì hãy dùng một rồi hai ngón tay để thâm nhập sâu hơn. Nhớ đưa đẩy một chút để nàng hưng phấn hơn. Nhớ đừng bỏ qua việc kích thích những điểm nhạy cảm khác trên cơ thể này bằng môi và những lời thì thầm ngọt ngào nhé. Đặc biệt, nếu các bạn quan hệ lần đầu, thì màn dạo đầu bằng tay này còn giúp nàng quen dần với việc có dị vật trong cơ thể và vùng kín của nàng được mở rộng hơn, lúc quan hệ sẽ bớt đau đớn hơn. Các cặp đôi đều khẳng định rằng yêu bằng tay hưng phấn không kém gì cậu nhỏ. Do đó, hãy sử dụng đôi tay linh hoạt của bạn để thâm nhập vào sâu bên trong cô bé của nàng, kích thích điểm G và thành âm đạo, âm hộ để nàng hưng phấn hơn. Bạn có thể dùng đầu ngón tay gãi hơi nhẹ vào thành âm đạo của nàng, chắc chắn nàng sẽ không ngừng rên rỉ và tiết dịch. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp môi và lưỡi của mình để giúp nàng đoạt khoái cảm nhanh hơn. Khi bạn thấy nàng bắt đầu thở gấp, rên rỉ, hơi uốn cong người, chân tay và vùng kín bắt đầu co rút, đi kèm với những lời cầu xin ngọt ngào, thì tức là lúc đó nàng đã sẵn sàng cùng bạn tạo nên một cuộc yêu hoàn hảo. Hãy nhẹ nhàng rút tay ra và đưa cậu nhỏ của bạn vào, vừa đưa vừa hôn và vuốt ve những điểm nhạy cảm của nàng để giảm cảm giác đau cho nàng. Hy vọng những mẹo bí quyết đưa nàng lên đỉnh nhanh nhất với màn dạo đầu bằng tay trên đây, các bạn sẽ có một cuộc yêu khó quên nhất. Ngoài ra, đừng bỏ qua những nghệ thuật quan hệ khác nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Té ngửa khi biết 7 sự thật về tỏi mọc mầm, rốt cuộc tốt hay có hại? Tỏi mọc mầm, tốt hay không tốt là vấn đề được nhiều bà nội trợ thắc mắc. Đáp án chắc chắn khiến không ít người té ngửa vì bấy lâu nay mình vẫn nhầm tai hại. Nhiều người khi thấy tỏi trong bếp bị mọc mầm thường vứt đi vì nghĩ rằng nó đã bị hỏng. Nhưng các chuyên gia đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại. Tỏi mọc mầm có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. 1. Tỏi mọc mầm là tỏi đã già, không phải bị hỏng. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng tỏi này để nấu ăn. Tuy nhiên, nếu tỏi xuất hiện những đốm đen thì đó là dấu hiệu bị hỏng, bạn nên vứt chúng đi. 2. Phần mầm tỏi có hương vị mạnh hơn. Nếu bạn không thích vị tỏi quá mạnh thì có thể bỏ chúng đi. Tuy nhiên, nếu không quá khó chịu thì hãy tận dụng chúng vì nó rất tốt cho sức khỏe. 3. Chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn. Các chuyên gia đã khẳng định tỏi mọc mầm chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn vì nó giống như gạo, đậu và các loại hạt khác. Để càng lâu, chất dinh dưỡng càng tăng. 4. Có khả năng ngăn ngừa một số loại ung thư. Tỏi mọc mầm sản sinh ra chất phytochemicals, có khả năng hạn chế sự lây lan của một số loại tế bào gây ung thư. Hơn nữa, tỏi chứa rất nhiều các chất chống oxy hóa, chống lại các gốc tự do. 5. Nên sử dụng tỏi đã băm nhỏ. Tỏi băm nhỏ sẽ tạo ra nhiều hơn hợp chất hạn chế hoạt động của tế bào ung thư. Ngoài ra, nó còn có tác dụng ngăn ngừa sự hình thành mảng bám và bảo vệ tim. Nên băm tỏi trước khi sử dụng ít nhất là 5 phút để thu được nhiều lợi ích cho sức khỏe. 6. Tăng cường hệ miễn dịch. Tỏi nói chung và đặc biệt là tỏi mọc mầm giúp tăng cường hệ miễn dịch của bạn một cách hiệu quả. Đặc biệt, khi bạn cảm lạnh, nên bổ sung tỏi trong chế độ ăn uống hàng ngày. 7. Làm chậm quá trình lão hóa. Tỏi có khả năng làm chậm quá trình suy thoái liên quan đến tuổi tác ở nhiều cơ quan. Cách loại bỏ mùi hôi của tỏi. Ăn kèm rau chân vịt. Uống một chút sữa sau khi ăn. Nhai kẹo cao su. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
bảy thủ thực khiến cô bé khóc thét vì sướng. Thật khó để nói rằng khả năng ham muốn của ai cao hơn, nhưng có một điều chắc chắn rằng trong một cuộc yêu, người đàn ông chỉ có thể lên đỉnh một lần duy nhất, trong khi người phụ nữ lại có thể lên đỉnh nhiều lần. Vậy bạn đã khiến nàng lên đỉnh hay chưa? Cô ấy sẽ thích thú như thế nào nếu bạn kích thích cô ấy lên đỉnh? Những thủ thuật đơn giản mà hiệu quả như cắn, mút, xoa bóp. Nếu bạn làm tốt, đúng vị trí, có thể khiến cô bé khóc thét vì sung sướng. Thỏa mãn ngay khi chưa vào trận thực sự và có thể lên đỉnh nhiều lần. Vậy, 7 thủ thuật khiến cô bé khóc thét vì sướng là gì? Hôn. Tất cả các phụ nữ đều mong muốn những nụ hôn thật sâu, mãnh liệt. Đôi khi họ lại mong muốn một nụ hôn mơn trớn bên ngoài. Mọi ngóc ngách của cơ thể, những nụ hôn trượt dài từ trên xuống và dừng lại, nhâm nhi những vị trí nhạy cảm của nàng như cổ, gáy, vai, ngực, tay, đặc biệt là cô bé. Hãy thử làm vậy với nàng, đảm bảo cô bé sẽ khóc thét lên vì bạn đấy. Liếm. Nếu chỉ dừng lại ở nụ hôn môi bên ngoài thì sẽ chẳng khiến nàng kích thích lâu. Bạn nên biết, lưỡi là một trợ thủ đắc lực trong việc chinh phục cô bé. Chắc chắn các nàng sẽ phải cong người lên trong sung sướng khi bạn liếm nhẹ lên cổ, xuống ngực, dạo chơi xung quanh đó một lúc rồi di chuyển xuống bụng và kết thúc ở vùng ngoại biên của cô bé. Một người đàn ông giỏi trong chuyện phòng the thì chắc chắn họ sẽ biết tận dụng chiếc lưỡi để khiến các nàng say mê, cắn. Bên cạnh đó, không thể bỏ qua những chiếc răng. Những vết cắn nhẹ thoảng qua dai dai răng một chút ở những vùng nhạy cảm có thể khiến các nàng có những cảm giác lạ, thích thú hưng phấn hơn. Hành động này có thể làm nàng thấy rằng bạn đang rất hưng phấn, mong muốn ăn thịt nàng, nàng thật hấp dẫn. Xoa, mơn trớn. Làn da của phụ nữ khá nhạy cảm, họ dễ bị kích thích nếu bạn cứ xoa bóp, mơn trớn, nghịch ngợm trên làn da của họ. Những cách massage trên cơ thể nàng là phương pháp hữu ích kích thích nàng hưng phấn để chuẩn bị cho cuộc yêu. Hay dùng tay bóp mạnh vào mông nàng cũng khiến nàng đam mê hơn đó. Cào. Các nàng cũng rất thích sự vuốt ve, cào nhẹ ở vùng lưng xuống mông. Nó khiến các nàng phải rùng mình vì thích thú, sảng khoái. Đánh nhẹ vào mông. Nếu đang yêu, chàng đánh nhẹ vào mông nàng sẽ khiến các nàng đam mê hơn. Vì điều đó khiến các nàng nghĩ tới mình như những cô gái hoang dã trên phim mắc mẻ. Nhưng nên nhớ, đừng bao giờ mạnh tay hoặc làm cho tiếng kèo vang to. Điều này sẽ khiến cả hai xấu hổ và có thể khiến nàng cảm thấy đau. Kẹp. Với cô bé, chỉ lưỡi và tay mân mê là chưa đủ. Hãy thử lấy hai ngón cái và ngón trỏ kẹp cô bé và dai dai thử xem. Những cảm giác lạ có thể khiến nàng đê mê. Nếu biết sử dụng thành thục điều luyện 7 thủ thuật trên ở các vị trí nhạy cảm, có thể khiến cô bé khóc thét lên vì sung sướng.